Rồi à, tôi biết sao mà mấy bữa nay Suka nó không có quậy, nó không có la, nó không có quạo gì trơn à. Tại vì có ảnh bên cạnh nè, thấy không? Lúc nào cũng có ảnh bên cạnh hết trơn á, làm gì mà quạo được Suka mà. Bữa nay á là tôi quay được cái đoạn clip này nè, bà con mà coi cái đoạn clip này bà con cười tha là cười ngã nghiêng luôn á. Suka nó bán hàng giùm anh Lê Thanh mà trời đất ơi ha, nó cầm cái bịch bích này nè mà nó bán hàng mà. Thôi bây giờ là muốn biết như thế nào thì mời khán giả coi nha, coi hết clip mới biết được cái câu chuyện nó như thế nào nghe bà con. Không, mở ra. Trời không ăn là sao bán nổi. Nè, lấy một miếng ăn thôi nè, là mình để vô là. Đi tháo ra. Vậy sao bán? Đây, ăn một miếng một đem cắt. Một miếng thôi rồi đem cắt chứ chú đâu ấy đâu, rằng mình quay quảng cáo mà mình đâu, chú đâu ăn con ăn chỉ ăn thôi. Nè. Con đâu? Nè con xé ra ăn miếng ngay lớp lớp có gì đặt vào giỏ hàng nè, đây nè lấy ăn miếng ăn rồi chừng nào quay xong rồi hả đem cắt nha. Rồi làm nó. Từ ngoài ngõ đó bà bay vậy. Cái đó gì Suka? Dạ nó sấy của con. Thôi ngon không? Dạ ngon. Ngon ăn thử mới biết quên. Bây giờ rồi tháo ra. Cái này là bao nhiêu tiền? Cái này 30.000. Hơn 30.000 á. Cái này mua là nhắn vào đâu? Nhắn vào đâu? Nhắn vào giỏ hàng á. Bây giờ là lấy ra miếng ăn cho khán giả coi coi. Nè nè, giỏ này ra nè. Mới chát luôn nha. Thôi ăn uổng quá. Uổng gì ăn mới ngon. Ông này ăn cái gì? Một miếng thôi. Không ăn không? Không, chú ăn miếng con ăn miếng. Vậy hả? Rồi, tháo ra. Tháo vậy nè. Rồi lấy ăn miếng đây. Sản phẩm tốt của người Việt không đó. Ôi, mới sấy chưa chơi mà thơm á. Đấy nè. Đâu? Đây nè. Xong một cái gạo lại. Rồi, chú gạo lại. Rồi đúng rồi, hết đó. Đúng rồi, đó, rồi lấy ăn miếng đây. Rồi Suka nhai coi. Chú miếng Suka ăn miếng. Thôi ăn thử đi. Rồi Suka ăn miếng nha. Rồi á. Rồi bây giờ là mít này mua ở đâu đây? Mua ở giỏ hàng màu vàng cho mít tớp. Thì nè mít này mua ở đâu đây? Ở chợ. Ở giỏ hàng. Mít này mua ở đâu đây? Mua ở giỏ hàng màu vàng. Mẹ nói vài câu thôi. Mít này mua ở giỏ hàng màu vàng trong tiếp tóc. Mua ở chợ. Trời ơi, nó gặp cái này luôn nè. Mua ở giỏ hàng màu vàng. Mít này mua ở đâu đây? Mua ở giỏ hàng màu vàng. Trong tiếp tóc không? Cái này chỉ có hơn 30 ngàn đâu. Mình đọc cái này là khối lượng bao nhiêu trăm gram đây nè. Đó. Còn. Đó. Đâu đọc, đọc cái. Đọc coi trong cửa hàng bao nhiêu, đọc coi biết được mua. Ở đây nè, khán giả thấy không, mít sấy có lượng có 100 gram mà hơn 30 ngàn. Bữa nay Suka bán mít sấy à, khán giả mua ủng hộ nha. Ngon không, thơm không, thơm không? Thơm mà kêu khán giả đặt mua đi. Nè, thơm kêu khán giả đặt mua. Đặt mua đi, ở ngoài chợ con thiếu chờ. Mua đâu? Bên mà ở bên mỹ hàng màu bên mỹ ở ngoài chợ có ở ngoài biết chú biết rằng ở ngoài chợ này nè chú biết ở ngoài hàng chỗ hàng ngoài chợ là có nhiều rồi, nhưng mà mình phải mất công đi chợ, mình phải mất công đi chợ, cho nên mình nhắn vào tiếp tớp chỗ hàng màu vàng, mình chỉ nhắn vào đó thôi là mình đặt là người ta đem về tới chỗ cho mình rồi, ở ngoài chợ thì thiếu gì. Nhưng mà thấy cái vị Suka ngon quá, có lẽ là khán giả thế nào cũng đặt về cho mình một bịch nha. Dạ. Một bịch hai bịch gì cũng được, mua càng nhiều càng tốt, mua một thùng được không? Thùng cũng được nữa. Mua một thùng ăn lâu phải không? Rồi có gì mua một thùng nha. Bây giờ thôi khán giả thấy có thích thì nhắn vào giỏ hàng màu vàng nha khán giả. Rồi chào Suka nha. Rồi cho chú chuyện nha. Ai ăn đi chợ mua. Ai ăn đi ra chợ mua. Vô tiếp tóc mua. Cùng. Tại hồi nãy Suka nói đúng mà, mua ngoài chợ mà. Đúng rồi. Ngoài chợ thiếu gì? Suka ngoài chợ mà. Ai ăn thì đi ra chợ. Miếng nữa đây. Nóng rồi đó nha. Chuyện nói đẹp chú gì. Rồi cho anh ăn kìa. Người ta thiệt tình. Mua ông đó rồi. Bởi vậy ta mua đâu, ta nói đó chứ. Mẹ coi ra mắt luôn rồi. Không làm được rồi làm sao cứ có tiền đò chứ đi qua đò. Nợ được nhiêu không? Có 1.000 mấy. Bán được bịch được 1.000 mấy đó. Mùa ăn buffet.
muốn đi làm nha. Ngoan không? Nói Suka ngoan không? Rồi tiếp tục tới cái chai đó đi. Cái chai nó mua ở đâu? Nghĩ là được rồi, chừng nào nó nói mua vô hàng mới quay được. Mua ở Việt Nam, mua ngoài chợ. Vô hàng không có mua. Mua ngoài chợ. Đúng rồi, Suka người ta thiệt tình quá. Sao mà nói vậy thôi. Đầu tiên là tao mua ở Việt Nam, rồi mới tới ngoài chợ. Điếm này ta coi ta. Suka gót ly cho anh uống coi Suka. Anh có chai. Có. Anh chai luôn hả? Có, anh tới ngoài chai luôn. Nãy giờ luôn thấy không? Suka ơi, Suka thương ảnh không? Thương. Thương nhiều không? Hai đứa em ăn hết tiền của luôn. Thương nhiều không? Nhiều. Thương nhiều để đâu? Ảnh đầu. Để đầu luôn. Trời ơi. Thương để cho đầu luôn trời. Em à. Gan luôn. Bởi vậy thương ảnh để tới đầu luôn đó. Đội lên đầu á. Ý đơn hàng giao rồi nè. Ông đợi ai? Ông đợi ai Suka? Anh là con 2 tháng 2 mà. Vậy vậy. Lên được mấy ký Suka? Suka ơi, vậy có sợ anh không? Suka. Có sợ có nãy anh không? Nãy sao không? Đàn ông phải nãy rồi. Vậy đó ha. Nãy em không biết. Nãy chắc cũng có. Chắc cũng có thôi. Chắc có thể. Để cái ly của chị đem làm lớn. Rồi tính nuôi ảnh có bao lâu Suka? 2 tháng nữa. Nuôi anh nổi không? Nổi, gắn nó đi lắm. Rồi cho anh ăn cái gì? Cơm. Cơm với gì nữa? Dạ. Con cá cũng mấy tào lao. Rồi. Con có đút cho anh ăn luôn không? Không. Sao vậy? Tại hai đứa đều khỏe mà. Một trời thương mới đút cho nhau chứ. Gấp qua gấp lại gì nè. Hai đứa đều khỏe, ăn hết 2 bao gạo luôn. Một chút nữa đem cái tô cơm ra rồi đút cho anh ăn đi nha. Chị nào ăn hết 2 bao gạo đuổi anh về phải không? Ê, ít bữa có chị kia cho mình 20kg nữa kìa. Chị kia ở Hàn Quốc á. Vậy hả? Chị Hương á, vừa ở nhà bánh. Sao có chàng quay xong chưa vậy? Chưa đâu, tao quay Suka mà, đâu có quay Suka mà. Cho nó nghỉ mệt chút đi. Đâu quay đâu. Tao ngồi nói chuyện thôi, chứ gì đâu. Nó, mà Suka có mệt đâu, ngồi gặm lên có mệt đâu. Chưa. Mẹ đồ ăn chín cho mẹ. Chưa có ăn đâu. Mẹ được chưa, đồ ăn chín hết chưa mẹ? Chưa. Một giờ chín hết hả? Ngồi đó có mệt không Suka? Đó, Suka nó có mệt đâu. Ngồi chơi nói chuyện thôi. Anh lo lắng trời ơi. Rồi tôi Suka. Thì tại cái ngoài, ở ngoài cái miệng vậy đó chứ trong lòng anh thương Suka đó. Mấy cha ơi, mấy cha quay mình lên Suka quay thoải mái. Đừng có đưa tôi vô đó. Đâu có, tôi đang quay thị, đang quay Suka mà. Đang quay Suka nè. Ngồi đi Suka. Không. Không, ngồi đó đi. Ngồi đó đi Suka cho mát có quạt máy đó. Thì ở đây đi tới 2 tháng con nuôi cho. Thì bỏ vậy. Đó, nó kêu nuôi hứa. Đó vậy đó. 2 tháng nữa Tết rồi đó. Đấy, 2 tháng nữa mấy mình ăn Tết luôn. Ừ. Tết thôi luôn. Tết mùng 1 qua nhà Suka luôn. Ai mùng 1, mấy gì đồ về mình coi. Đó là đã nghe trời à. Em đâu có tiền lì xì à. Nhiều lắm mấy bà, có khổ đâu, bà cho coi. Hàng năm gì là được nhiêu Suka, năm ngoái được nhiêu. Đầy cái tủ của bà thờ luôn. Trời đất ơi. Bà đem nguyên ghe về. Trời ơi. Ghe luôn hả? Đồ ăn mà chở ghe về cho Suka luôn hả? Theo quay nữa. Rồi được nhiêu tiền Suka, được nhiêu tiền đi xây. Đầy bằng thờ. Bằng bò, bằng câu. Hai mươi một cái gì cũng cổ gì hết trơn. Năm nay thì dỗ quà. Xài cát bò lọc cũng không Suka. Năm nay thì bà mẹ đi em được có một chỗ quà. Có ai lì xì chứ Suka. Bà rồi bà cho một yêu. Suka được lì xì nhiêu. Năm trước hả? 200. Vậy đó hả? Năm nay chắc là được 21 à. Đâu cho một miếng mít nữa đây. Biết sao không? Tại bà dạo mà bây giờ bà làm ai biết. Bà đi bằng xuồng. Bằng xuồng hả? Có người. Xuồng là một xuồng, ta đi bằng xe hơi. Xuồng gì? Thế này thành phố mà về đây đi xuồng hả vậy? Thôi quay xe hơi không ạ? Thành phố quay xuồng về hả? Cái gì ạ? Mít sấy. Rất là ngon nha. Có ai ăn mít sấy gì? Mua bên đó. Sao cúng vậy cái cậy gì mà cúng mà không ai ăn chưa nè. Cúng có thắp nhang không? Thắp không. Mà có thắp không? Không cần thắp mỗi ngày đâu. Vậy để lên vậy thôi chứ không có thắp hả? Dạ. Không thắp rồi sao không bỏ ăn? Thế giờ chủ quyền ăn. Bây giờ chị ai ăn cũng thôi. Ừ. Mình phải thắp cây cho Hương. Đi để ra chị đi ngày mơ ha. Vậy cái cây đâu ngày mơ nhớ mà hả? Ừ.
Để vậy đi ra vậy đi. Trái đầm này đẹp quá ha. Cũng mà mình đừng nào cho cũng không biết luôn. Quá trời luôn. Quá trời đồ luôn, không biết đường 200 bộ. Trăm bộ hả? Chứ 200 đâu. Giờ vô điếm nè. Từ lúc từ lúc đầu mà quay Suga nhận tới giờ chắc cũng bộ mà. 200 nữa. Trăm kiếm thêm trăm nữa. Quá nhưng mà quan trọng là Suga có mặt hay không? Mặt đâu kiếm thêm Suga mặt người ta mới cho, Suga không nhận mà Suga không mặt người ta ai cho. Mình phải mặc mỗi ngày mỗi mặc một bộ. Suga là thích bộ nào là mặc hoài bộ đó, không bộ khác đi. Mới giặt 20 kg đi. Ta mặc ngày một bộ người dột như nào đủ 20 kg người ta giặt cái một. Được rồi, nhiêu đồ đủ rồi, đủ mặc rồi. Không có cần thêm nữa. Vậy hả? Tại con mặc xong con 2-3 bộ xong cái con giặt. Ừ. Ngày nào cũng giặt hết trơn. Chứ không có ngày nào không giặt hết. Giặt đi xong giặt hả? Ở trên nhà. Giặt vợ trên nhà xong rồi cái phơi trên nhà luôn. Có cái chân này không rơi. Đi cỡ đó. Yeah. Cái chân đi thấy ghê luôn coi, bữa nay nó ghê đã ghê rồi. Cho luôn cái mít nè. Chắc vô tay Suga không chưa đầy tuần quá đi đi theo bà tét quá. Này vậy nè. Cái đi. Rồi nè. Xong rồi đó bỏ nút vô. Bỏ nó ra Suga ơi, mở cái bọc ra. Mở cái bọc ra luôn kìa. Mở cái bọc ra luôn. Bọc ở trong nó. Thôi nó nóng cái bọc này nè. Siêu đó, nãy giờ chưa bóc siêu đó. Chưa khui tem đó. Bóc đi. Còn tem đó. Nghe cái tẹt không? Gãy nè, nó chẹn luôn. Bóc siêu, nó nghe cái tẹt trời. Có nghe có nè. Có bóc siêu không? Tẹt nè. Tẹt nè. Không, bóc siêu gì nè. Đó coi, con máy Linh lại bóc thử coi coi nghe cái tẹt không? Không. Không nghe ha. Đó, nghe đó. Rồi cái đế nó ở đâu xin ra? Rồi bỏ luôn, coi nè, im không? Trời đất ơi, đẹp quá. Đủ lượng nha. Không, cái này. Đó, mày nóc luôn nha. Rồi. Vô tay mọi người, cho mọi người họ. Đó. Đã không? Xong cái bệnh còn. Cho em coi thử coi. Em làm chà đường, em đẩy vô. Bắt siêu chưa, bắt luôn đi. Bắt siêu. Thôi, bữa đó em mua 3-4 cái em dục. Trà sữa luôn. Này ông này trà sữa nha. Cái gì mà cái nút ở trên nó làm sao ta? Mặt cái nút này nè, bật lại hộp cho. Gì nè, đẩy luôn sao? Đâu có. Cái nút làm sao mà đâu, bật ra để uống chứ. Bật thử cho uống được không? Xuống nha. Đâu, cái nút mở cái này là mở ra là cái gì bớt không? Thôi thử nè. Nè, nút. Nút. Nút vô.